Xin kính chào các anh chị đang xem lịch âm dương tháng 7 năm 2023. Tháng 7 năm 2023 có 31 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7. Trong tháng 7 có một số mốc ngày quan trọng gồm ngày đầu tháng, ngày 1 tháng 7 dương lịch vào ngày 14 tháng 5 âm lịch. Mùng 2 tháng 7 dương lịch sẽ vào ngày 15 tháng 5 âm lịch ngày rằm. Ngày 17 tháng 7 dương lịch sẽ vào ngày 30 tháng 5 âm lịch là ngày cuối của tháng 5. Ngày 18 tháng 7 dương lịch sẽ vào ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch ngày đầu của tháng 6. Vào cuối tháng 7, 31 tháng 7 sẽ vào ngày 14 tháng 6 âm lịch. Tháng 7 dương lịch nếu tính lịch âm sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6. Nếu các anh chị đang xem trực tiếp trên màn hình thì những ngày có dấu sao màu đỏ chính là ngày hào đạo, ngày đẹp. Tiếp theo, xin mời các anh chị xem một số ngày lễ quan trọng của tháng 7. Tháng 7 có một số ngày lễ quan trọng gồm vào Chủ nhật ngày 2 tháng 7 là ngày rằm tháng 5 âm lịch ngày 15 tháng 5 âm lịch. Vào thứ ba ngày 18 tháng 7 là ngày 1 tháng 6 âm lịch ngày đầu tháng 6. Vào thứ năm ngày 20 tháng 7 ngày Vía Đức Hộ Pháp âm lịch sẽ vào ngày 3 tháng 6. Vào thứ năm ngày 27 tháng 7 là ngày Thương binh Liệt sĩ âm lịch sẽ vào ngày 10 tháng 6. Vào thứ sáu ngày 28 tháng 7 là ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ngày 28 tháng 7 cũng là ngày Việt Nam gia nhập ASEAN âm lịch sẽ vào ngày 11 tháng 6. Như vậy, các anh chị vừa xem một số thông tin về ngày và một số ngày lễ quan trọng của tháng 7. Hy vọng rằng một số thông tin trên là hữu ích. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Kính chúc các anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào các anh chị.